lúc đầu đó là cầu yếu kém đó, rồi cái giò nó bị hư. Đó chị hai luôn đó, đó chị hai đó. Chú ba. Chú ba là chồng em đó thầy. Đúng rồi. Chú ba là chồng em. Ờ chồng hả? Không, nó đánh được lắm. Nó đánh từ nhỏ tới lớn mà, đánh từ thời còn sau tới giờ luôn mà. Rồi cái giò nó bị chấn thương cái là nó chuyển qua chuyện luôn á, cho nó đánh được lắm. Thái đập lắm em mà. Ừ. Từ nhỏ lại sau đó đồng thương về với người số 100 về người mình xuống luôn à, hết tinh thần xuống luôn nó được luôn tại chẳng hai còn thấy sao đập cũng thấy được luôn mày trẻ khô gì thằng 100 này trẻ khô trẻ vậy nó còn trẻ mà lớn tuổi hơn chồng em dư á đó đó hả lớn hơn nói như vậy Gì đó? Thấy còn trẻ à? Thấy cái tướng trẻ. Ờ trời ơi, chết rồi. Không, nó nói là thủ như đạn luôn vậy đó. Sát mền luôn không? Đó, đeo theo cái ông trắng á, banh lọt xuống là dính liền à. Hồi nãy bên em mà trắng rồi gãy rồi rớt luôn à, không người thủ. Không, nhiều lên chân á. Quá trời trời. Không, nhiều lên chân á. Chuyện vô lưới luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trời mát mẻ luôn ha. Cường cường lưới hả? Đó, bên kia. Bên kia hả? Sao mà điểm bên kia lên kìa? Điểm nào, bên nào lên? Bên lên kìa đó. Cường lưới hả? Cường lưới hả? Cường lưới hả? Cường lưới hả? Bắt cường lưới rồi. Trời ơi. Hey!
thua một trái hai trái rồi kìa. Hết sức rồi, bên đây thật sự hết sức. Bên đây nó thua là thua hết sức đó. Tinh thần nó dữ trời đó. Ngon luôn. Đi chứ gì cử nữ cái gì không biết nữa, cuối cùng cũng có được cái gì đâu. Yeah.
banh vô sâu lắm mà. Chạy chạy chứ. Rồi, được rồi. Banh vô sâu lắm. Cái ông biên đằng kia không nhìn đâu. Đi cho bệnh vô sâu lắm. Chưa có gì hết trơn á, bình thường à, tại mấy điểm mà nhậm nhòi ngay lỗ rồi, 16, 19 rồi có gì đâu phải không, đúng không, có gì đâu, 3 điểm hay đâu vậy. Chuyện của chị Thủy mà bên bản á hả? À, bên bản thì tại nó vô chuyện thì mình không biết, nhưng mà thật sự là số 3 bên đây là cầu chuyện. Biết là nó không cãi, tại có ba mà cãi chỉ mất công. Rồi. Vô, 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 vô.
chuẩn bị sẵn đó mà dễ ba lần rồi chứ đâu phải chơi. Ngày chốc luôn. Mười chín. Tại nãy 18 giờ 19. Khỏi xếp ba nữa. Dĩ nhiên còn đợi tổng kết. 19-22. Còn ca. Quá khéo. Quá khéo. Ờ kìa bánh bạo đó nghe. Cái bánh bạo đó nghe, gì trong nghe rõ ràng không? Cái bánh bạo rõ ràng đó. Trời ơi, cái bánh nổi bạo rõ ràng nhưng mà không bắt ha. Rõ ràng không? Nãy giờ hai bắt. Trời ơi, chúng ta hai bắt được nha. Cái bánh nó chúng ta hai bắt được à. Cái bánh nó bạo lên rõ ràng luôn. Hết hồn á. Hai mốt. Anh Hào ơi, chú ơi, anh Hào ơi. Chưa còn phát giải mình mới được gì. Không qua lưới chứ gì? Không qua lưới. Thêm ba ở bên đây. Thêm ba. Cái này là mơ qua C3 thiệt luôn rồi. Đâu chưa chắc. Gần quá. 21-23 rồi chưa chắc. Gần quá thầy ơi. Gần này chưa chắc à. Thảy qua cái lỗ tuốt bên kia lại. Thấy không? 21 rồi ha. Là đá nè. 4-22 chưa, nói chung 24-21 hả?